thầy Thái đi. Này được cái cá xong không không mặt số nó xuống tí cho thấy cái mặt nó chứ cho mình thả là người thả cá coi chỗ nào chứ. Anh thấy cá nó xuống lại đi ghê không, cá xong nó xuống nước sông nó đi ghê lắm. Đã rồi, còn hai con có trứng đã từ từ rồi quay nó lội thấy luôn á anh đó. Xong chưa? Rửa tay qua mặt lên đây tao tắt máy nè. Sợ xấu, sợ tao